G-Dragon khẳng định đẳng cấp ông hoàng thời trang, khoe phong cách ngầu trên tạp chí. Mới đây, Gazette Korea công bố G-Dragon là gương mặt trang bìa số đặc biệt kỷ niệm 13 năm hoạt động của tạp chí này. Chia sẻ về việc lựa chọn G-Dragon cho số đặc biệt này, đại diện Gazette Korea khẳng định trưởng nhóm Big Bang là người mang tính biểu tượng trên thế giới và có phong thái kiên định nhất. Sau scandal hẹn hò với Jennie Blackpink, G-Dragon đã khiến cộng đồng K-pop sôi sùng sục khi có mặt trên 8 bìa, 58 trang nội dung của tạp chí Stay Hàn Quốc, khẳng định vị trí ông hoàng K-pop. G-Dragon được nhận xét là mặc đồ nữ tính nhưng lại phù hợp một cách hoàn hảo. Từ đầu tới chân đều diện đồ Chanel, nam idol cho rằng mình có tài thể hiện phong cách thời trang của thương hiệu đình đám theo cách không giống ai. Trong số mới nhất này, những khoảnh khắc thường ngày trong cuộc sống của G-Dragon được ghi lại thông qua sự hợp tác với giám đốc sáng tạo Gi-eun và nhiếp ảnh gia Hee-jun Kim dưới dạng những bức ảnh thời trang hiện đại. G-Dragon sử dụng gam màu trắng đen đối lập, móng tay sơn và hàng đống phụ kiện để tạo nên một tổng thể độc đáo. Ngoài vẻ điển trai, gương mặt sắc nét được tôn lên bởi mái tóc mullet của nam ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi. Là đại sứ toàn cầu của Chanel, các trang phục được G-Dragon diện đều nằm trong bộ sưu tập mới nhất của nhà mốt Pháp. Không chỉ tạo nên những xu hướng thời trang mới nhất, chủ nhân bản hit Untitled còn thể hiện các tác phẩm nghệ thuật trong buổi chụp hình. Người hâm mộ sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm của G-Dragon thông qua triển lãm đặc biệt do tạp chí Days tổ chức. Đây thực sự sẽ là một sự kiện ý nghĩa, nơi các tác phẩm sáng tạo được thực hiện bởi các nghệ sĩ trên toàn thế giới, được chọn lọc qua góc nhìn sắc nét rất riêng của Days và được trưng bày khắp các địa điểm ở Seoul và sẽ được bán công khai. Các tác phẩm nghệ thuật do G-Dragon thực hiện trong buổi chụp ảnh của Days Korea cũng sẽ được trưng bày ở đây, đại diện Days Korea chia sẻ. Tạp chí Days mô tả G-Dragon còn là một người yêu âm nhạc và thời trang, thích nghệ thuật, vượt qua các giá trị vô hình trong cuộc sống. Biểu tượng thời trang kim ông hoàng hàng hiệu vẫn là danh xưng xứng tầm với bạn trai Jennie Blackpink. Không chỉ có thế, trang Instagram của tờ báo này còn gọi G-Dragon với danh xưng Chanel Global Ambassador, đại sứ toàn cầu của Chanel. Danh xưng này cũng đang gây tranh cãi dữ dội tại các diễn đàn, hội nhóm khi mọi người đều cho rằng tại Chanel chỉ có House Ambassador, đại sứ thương hiệu là cao nhất. Tuy nhiên, G-Dragon đã không phát hành bất kỳ bản nhạc mới nào kể từ khi album Kawon Jiyeon, tên thật của G-Dragon ra mắt dưới dạng USB năm 2017, nhưng anh vẫn là trung tâm của giới thời trang cũng như sáng tạo trong suốt thời gian nghỉ ngơi. Hay kể cả thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2018, phong cách của G-Dragon vẫn là mối quan tâm của truyền thông hay công chúng mỗi khi hình ảnh của anh trong quân ngũ được tiết lộ. Thậm chí, giới thời trang còn than thở rằng, thời trang của Hàn Quốc đã dừng lại ở chiếc giày xấu xí của Balenciaga kể từ khi G-Dragon nhập ngũ.